Hiện tại trong lúc này nói về cái chuyện mà đi du lịch của trên Hoa Kỳ đang đi rất là đông. Số người đi phá kỷ lục. Theo TSA báo cho biết, nhìn thấy số người đi rất là đông trong lúc này. Tính ra là trong một ngày thôi là có 2.900.000 người đã đi trên phi trường. Đây là đó là con số mà nhiều nhất từ trước tới bây giờ nằm ở trên Hoa Kỳ. Không phải là trên trời đông người đi không, mà ở dưới đất cũng vậy. Traffic hiện tại ngay bây giờ kẹt xe đó, traffic càng ngày nó càng đông hơn nữa. Rất là tệ, làm cho nó kẹt xe càng ngày càng nhiều. Theo của AAA báo cho biết, 38 trong cái cuối tuần của ngày lễ, có khoảng chừng 38.4 triệu người sẽ đi ở trên Hoa Kỳ đi bằng xe. Đây là rất là tồi tệ, đường kẹt xe rất là nhiều. Chỗ này, đó là ở trong ngay một cái tunnel ở bên Boston, ngay cái đường mà highway chạy vô trong thì nguyên cái chỗ cái tunnel đây bị cháy. Lúc đó những người mà kẹt xe mà gần cái xe cháy ở bên trong thì họ bỏ xe chạy bộ luôn. Đây là tại vì quá trời đông người rời khỏi nhà của mình đi cùng một lúc trong ngày lễ, rồi gặp luôn ngay đường cao tốc đó bị tai nạn xe, xe bị cháy, kẹt cứng hết trơn. Cái chỗ mà 44 triệu người trên Hoa Kỳ mà đi tới, đó là bãi biển, người ta kiếm cách đi tới bãi biển để chơi. Cô này nói đây rất là cá, nhìn thấy nắng nó gọi vô trong da của mình đó, cảm thấy thoải mái. Nhưng mà có nhiều chỗ thì nó trở thành rất là nguy hiểm, giống như ở bên Texas. Trời nóng lên báo cho biết là nóng nguy hiểm. Có 7 triệu người đang nằm trong tình trạng báo động về trời nóng. Nóng này sẽ lên 2 con số, 3 con số sắp tới đây. Nhưng mà coi về nhiệt độ của trên Hoa Kỳ dự báo thời tiết thì không phải chỗ nào cũng nắng trời đẹp hết. Đây là cái câu nói là không phải là chúng ta có nhìn thấy lốc xoáy hay không, nhưng mà đây là chúng ta khi nào nhìn thấy lốc xoáy. 22 triệu người từ Texas cho tới Illinois. Đó là nằm trong cái trường hợp là gió thổi mạnh, rồi mưa đá xảy ra. Cộng thêm nữa, lốc xoáy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những cái người dân sống bên Oklahoma trong lúc này cũng đang hồi phục trở lại sau khi 26 cơn lốc xoáy đã xảy ra bên Oklahoma. Cộng luôn là 9 cơn lốc xoáy mới vừa xảy ra trong tuần rồi thôi đó. Ngay bây giờ đang sửa soạn cho sắp tới lốc xoáy xảy ra nữa bên Oklahoma. Gia đình này đi chơi nói cho biết là họ coi ở trên dự báo thời tiết, radar, coi về cái chuyện mà mưa bão coi như thế nào ra làm sao đủ hết, rất là lo. Và họ sẵn sàng cho những gì xảy ra sắp tới. Đây là đại hội tối ngày hôm nay, mọi người nghĩ là nó sẽ bị mưa bão thêm lần nữa có phải không? Họ nói đúng rồi, sắp tới nữa rồi. Trong lúc này trên Hoa Kỳ đang gặp cái mùa là mưa bão đang xảy ra sắp tới nữa. Ngay bây giờ có rất là đông người đi xe để mà đi du lịch trong cái mùa, và bắt đầu cũng về mùa hè đi du lịch mà mưa bão nó cũng đang kéo tới. Đây là cũng tính ra là mùa hè đã bắt đầu và bắt đầu mưa bão xảy ra nữa. Đó là của đài NBC News báo cho chúng ta biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài CBS báo cho biết. Đây là ngay cái thành phố nhỏ ở bên Ohio, ông Jay. Ông ta làm trong chữ lửa, nhưng mà trong lúc này cảm giác giống như đang bị đốt cháy. Chúng tôi đây đi làm chữ lửa, biết rõ ràng đó là đối mặt với nhiều cái sự nguy hiểm xảy ra. Nhưng mà không bao giờ nghĩ là những cái đồ đạc mà giúp cho mình chống lửa lại bị chuyện xảy ra. Và những cái đồ đạc mà bạn để mà chống lửa lại, đó là những cái đồ đạc làm cho mình bị bệnh rồi giết mình chết. Ở bên trong cái chỗ đồn 22, coi chữ lửa ở đây. Đây là ông sếp, ông đang cầm những cái bucket, những cái form để mà chống lửa. Cái loại này tên là AAA. Tất cả những cái này đó chữa lửa rất là tốt, nhưng mà nó có cái chất nằm ở trong đó là PFAS. Những cái chất mà ở trong cái chữa cháy đó, nó dính dám, đó là làm cho người ta có thể bị ung thư. Giống như những người chữa lửa, đa số là cũng bị ung thư rất là nhiều. Những người bị ung thư là 72%, đó là dính dáng tới những người chữa lửa. Đó là theo của ở trên Hoa Kỳ chuyên môn coi về chữa lửa cho báo biết về chuyện này. Một phần khác đưa ra nghiên cứu nói về cái chuyện mà khói. Khói nó làm cho 4% số người chữa lửa bị chết trên Hoa Kỳ. Hiện tại ngay bây giờ đây là một trong những cái form, đó là kêu cái form mà giúp đỡ cho về chữa cháy, để mà xịt ra đó, cái chất chữa cháy mà chống cháy. Đây là một trong những cái là đưa ra là không có xài nhiều những cái form là AAA. Cái form này để chống chữa cháy, cái loại cái chất mà để chống chữa cháy đó. Đối với ông Jay thì nói về cái chuyện mà bị ung thư thì nó không có biên giới gì cả. Đây là đài hỏi ông ta, ông nói là ông muốn cho tôi xem một cái gì đó. Đây là trong cái nón của tôi đội, đó là có hình của vợ tôi nằm trong đó. Ông ta đội cái nón mà có hình vợ của ổng trong đó mỗi khi mà ổng đi chữa lửa. Vợ của ổng cũng là chữa lửa là 22 năm trời. Vợ của ông ta là 2017 là bị ung thư ngực. Gia đình của vợ của ổng là không có bị cái gì mà dính dám tới bị ung thư mà bị truyền xuống cho vợ ổng hết. Rồi December tháng 12, ngày 22 Tây là bà đã bị luôn ung thư. Rồi 2 tuần đó là tới cái ngày mà Noel, mà trước khi ngày Noel đó, ngày 24 Tây, thì lúc đó thì vợ của ổng đã chết. Theo ông ta tin tưởng đó là có lẽ là PFAS, cái loại cái chất mà xài cho chống cháy để trong quần áo, đó là trở thành vợ của ổng bị ung thư chết. Theo của Hoa Kỳ chuyên môn coi về nghiên cứu nói cho biết, đây là đưa ra nói là không có nên xài nhiều đó, cái chất mà AFFF. Và tất cả những cái loại PFAS nó không có giống nhau. Không có thể nào kéo chung lại với nhau rồi nói về cái chuyện mà an toàn như thế nào về cái chất này. Nhưng mà đối với ông Jay thì đây là rất là rõ ràng. Đây là họ lấy ra những cái chất này thì đem ra đây hết để phá hủy đi đó. Ở trên Hoa Kỳ, những cái chỗ mà chữa cháy, họ chứa rất là nhiều cái chất này, cái chất là PFAS, nói là giúp đỡ cho chống cháy đó. Ohio là tiểu bang đầu tiên ở trên Hoa Kỳ đưa ra nói là phải hủy bỏ hết tất cả những cái chất đó, nó có hại cho, nó biến những cái người mà làm trong chữa lửa trở thành bị ung thư rất là nhiều. Đây là ông Mike, cái người đưa ra nói về chuyện này. Ông nói 3 cái chất đó để ở trong chữa lửa nó không có giúp đỡ gì cho ai hết trơn đó, nó hại người ta thôi. Và những cái chất đó có thể bị chảy ra rồi bị hại qua người khác nữa. Đó là rất là nguy hiểm khi mà để cái chất đó kiểu như vậy. Thêm một cái nữa, đó là cái chất PFAS, là cái chất mà mãi mãi có hoài đó. Nó nằm ở trong quần áo của những người chữa lửa đã có từ lâu. Đó là PFAS giúp đỡ cho về mà lửa cháy tới thì nhờ cái chất đó để mà chống lại không có bị cháy. Khi mà bỏ lên cái chất này vô trong cái áo, rồi những người chữa lửa họ bận những cái áo này vô để mà đỡ lại. Đó là sẽ làm cho trở thành có thể bị nặng hơn nữa khi mà cái chất đó mình hít vô đó. Và đồ mà chất chữa lửa đó, ngay bây giờ trong đó họ biết là có cái chất mà chống cháy, những cái chất đó ngay bây giờ có thể trở thành bị cancer, ung thư đó. Đó là của đài TBS báo cho biết. This is very crazy nha. Thì bây giờ họ kêu là phải bỏ qua một bên đó. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài CBS và NBC báo cho biết. Đối với những cái gia đình mà có người mà bị chết nằm ở trong lính trong lúc mà họ đang đi lính, thì những người đó, những gia đình lãnh được cái số tiền là 100.000 đồng. Đối với cái gia đình mà của những cái người mà không còn đi lính nữa thì không có được lãnh một đồng nào hết. Cái ông này, ông muốn thay đổi về cái chuyện này. Cái người mà đi lính đây là mới vừa tập training thôi, cái người con của ông đó đó, mới tập training mới có 10 ngày thôi đã bị chết. Đó là cái anh này, đó là đứa con của ông kia bị bệnh trong lính mà không có chữa đâu ra đó, kết cuộc là bị chết. Theo con cổng là muốn đi lính, ảnh tại rất là thích từ trước tới bây giờ, kết cuộc thì chưa có đi được bao lâu hết trơn đó, vô lính đang mới tập vợt thôi, rồi bị bệnh rồi chết. Và theo ông ta nói của Marine thì đã không có làm đâu ra đó, làm cho con ổng chết. Và đây là họ thất bại, không có bảo vệ con tôi được đâu ra đó để cho nó trở thành lính. Và cũng thất bại đối với gia đình nữa. Đây rất là đau khổ đối với gia đình của chúng tôi. Và rất là đau khổ về cái chuyện mà nó xảy ra kiểu như vậy. Và cũng làm cho tôi rất là khó chịu về chuyện này. Đây là cái anh Patrick, ảnh chết trong lúc mà tập vợt thôi. Giống như đó là chết trong lúc tập vợt thì chưa có phải tính ra là lính hoàn toàn, chưa đang đi tập vợt thôi đã bị chết, thì nó khác hoàn toàn. Làm cho người cha trong lúc này đưa ra nói giống như nếu mà người mà vô trong lính mà chưa có trở thành là lính thật sự thì không có được hưởng quyền lợi gì hết. Thì đây là một cái là không có được tốt, cho nên người cha lúc này đang đòi lại sự công bằng, đưa ra nói. Đó là ông ta muốn ở trong lính thay đổi cái luật lệ và để cho những cái hộ gia đình mà giống như hộ gia đình của ổng có con mà mới tập vợt thôi thì đã bị chết thì phải có quyền lợi, chứ không thể nào mà giống như coi là chưa có phải là lính. Đối với bà thì bà thấy như thế nào mà cái cộng đồng mà hiện tại ngay bây giờ mà con của bà cũng nằm trong trường hợp đó? Tưởng tượng là Marine, đó là chỉ dẫn giống như là mình phải biết lo cho nữa. Và mình phải lo cho tất cả những cái người xung quanh của mình. Đó là khi đi lính là Marine đó, cái luật lệ là như vậy. Đó là phải để ý tới xung quanh, đừng bao giờ bỏ ai lại hết. Đây là cái ông này thì ổng cũng y hệt giống như vậy. Đối với ông thì đây là về cái chuyện mà thay đổi, phải cần thay đổi như thế nào đó. Đây là ông dân biểu của trong quốc hội. Và ổng hồi lúc trước thì ổng cũng là Marine. Và tới ngày hôm nay, ổng đứng chung với ông Michael Waltz để đưa ra nói về chuyện này. Đây là hai người, một người thì đi lính ở chỗ này, một người đi lính chỗ kia, hồi lúc trước cũng là Marine. Marine là theo của Việt Nam hình như là thủy quân lục chiến đó. Yeah. Đây là họ biết rõ đối với một số hộ gia đình khi mà con cái bị chết trong lúc tập vợt thì nó giống như những hộ gia đình họ không có được lãnh cái quyền mà của một người con đi lính, đó là tính ra chưa có xong ra trường đó, thì cái kiểu như vậy, cho nên có nhiều người cũng nằm trong trường hợp đó lắm. Giống như những người đang tập vợt, đó là tính ra không có phải đi lính, nhưng mà hai người đó nói là bây giờ đang tập vợt thì cũng giống như lính rồi, thì giống như phải lãnh được gia đình hưởng bất cứ cái gì về cái service của lính thì phải cho người ta hưởng đó. Hiện tại thì theo ông dân biểu này cũng nói ngay bây giờ trên Hoa Kỳ cũng đang gặp nhiều chuyện nó trục trặc, giống như về nhận người vô trong lính cũng đang bị trục trặc nữa. Và đó là nhiều khi họ biết được đó là con của họ xỉu soạn nhảy ra khỏi máy bay giống như tập vật đó, nhưng mà không có được cover gì hết. Và họ lại không có nhận được giống như những gì của những người lính khác. Giống như khi mà ra trường lính rồi mới nhận, còn lúc tập vợt thì không. Thì với tử có chết thì nó cũng chịu đó, giống như không có được quyền lợi gì đối với gia đình hình mà có con đi lính hết. Lần này đây là cái package này đó, đưa ra đủ hết, nói về cái chương trình mà làm sao mà giống như khi bắt đầu vô trong lính, là khi bắt đầu vô rồi là tính là đi lính rồi, không cần biết là ra trường hay không. Khi đi lính thì khi có bị tử, bị chết ở trong lính thì gia đình phải nhận được tất cả những quyền lợi giống y như một người lính mà đã ra trường rồi. Đây là theo hai người đó đang ráng cố gắng để mà đòi lại cái chuyện như vậy đó. Ok, đó là của Đài Báo Cho Biết nha. Còn đây là của Đài Báo Thêm Cho Chúng Ta Biết Tin ngày hôm nay. Ông Brian ngày hôm nay được tự do để ôm con của mình giống như những gì mà muốn. Ông ta nói, tới ngày hôm nay tôi cảm thấy cái gánh nặng của thế giới ngay bây giờ đã dỡ nhẹ trên người của tôi. Ông này là người cha nằm ở bên Pennsylvania có hai đứa con. Ông ta tới ngay bây giờ được gặp con của mình trở lại. Ông ta đã trốn được, không có cần phải ở tù 12 năm ở bên Turks và Caicos. Ông ta nói ổng ở ngay cái island Turks và Caicos rất là đẹp, nhưng mà đẹp cấp mấy chi nữa, nếu mà không có gia đình của mình thì cảm thấy cũng không có đẹp. Ông ta đã bị bắt ở bên Turks và Caicos, không có được rời khỏi cái đảo chỗ này. Cái đảo chỗ này nó có cái luật lệ là đưa ra rất là khó khăn về cái chuyện mà súng ống và đạn dược. Nếu mà ai mà bị bắt mà nhìn thấy mà trong vỏ của mình có đạn dược rồi súng ống ở trong đó thì là bị ở tù ít nhất là 12 năm trời. Anh này là vào tháng 2 vừa qua thì ảnh đi vacation ở đây với gia đình của ảnh. Anh ta trong vỏ của ảnh có vỏ đạn trong đó. Vỏ đạn đó là lần rồi ở Mỹ ảnh đi săn bắn thì ảnh đem cái vỏ đó qua bên nước này, tại cái vỏ đó có quần áo để trong đó thì nó dính vỏ đạn trong đó. Rồi sau khi đó là anh ta tính ra là bị tội đó, thì theo cái tòa ở chỗ này, cái người mà tòa án đưa ra nói là bắt ảnh là phải bị ở tù là 52 tuần. Đó là tính ra 52 tuần giống như 12 tháng gì đó. Thì đây là nói là cho ảnh là tại vì bị lộn xộn. Đó là tại vì anh ta là accident, là bỏ quên đồ ở trong đó vậy thôi. Rồi đây là của những người mà làm lực của Hoa Kỳ cũng tới Turks và Caicos trong đầu tuần này để mà ủng hộ cho những người lên trên tòa bên đây. Họ là những người giúp đỡ cho tôi rất là nhiều để mà giúp đỡ tôi trở về nhà. Và sắp tới đây thì những người kế tiếp cũng là hy vọng được giúp đỡ cho trở về nhà. Ngay lúc này vẫn còn 3 người quốc tịch Hoa Kỳ đang ở trên cái đảo chỗ này. Họ cũng đang đợi tòa xử về cũng giống y hệt như vậy, giống nhau. Đó là có đạn ở trong vỏ của mình. Đây là cô Sierra và anh Brian nữa. Hai người này nói là họ không phải cố ý mà đem đạn hay là vỏ đạn vô trong đất nước này. Cô này nói tôi đây rất là sợ hãi, tôi không thể nào tưởng tượng được họ bắt tôi trở thành như vậy. Anh này nói ở đây có cát trắng đẹp rồi cả cây dừa nhìn tuyệt đẹp. Tới ngày hôm nay, tất cả cát trắng và cây dừa nó trở thành là cái chỗ mà tù cho tôi phải ở chỗ này. Anh ta cũng bị đưa ra bắt phải trả số tiền là 6.700 đồng. Và hiện tại thì theo cũng đưa ra về cái chuyện mà finance là 100.000 đồng trong lúc này. Anh này thì được trở về Hoa Kỳ rồi. Thì anh nói mấy người kia vẫn còn bị bắt đó. Anh nói một trong những cái là anh rất là mừng là anh sẽ dạy cho con ảnh chơi baseball sắp tới đây đó. There we go. Đi qua nước bên Turks và Caicos chơi là phải check vỏ mình đàng hoàng. Theo chính phủ Hoa Kỳ cũng warning đã từ lâu đó. Không cần biết có đạn hay là vỏ đạn hay là súng gì đó, là qua nước đó là sẽ bị ở tù, họ bắt được là ở tù ngay lập tức. Ít nhất là kêu bằng 12 năm trời đó. Và vỏ đạn cũng vậy đó, cho nên phải cẩn thận như chuyện này. Đó là của đài báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Đây báo cho biết là có 5 người bạn với nhau, khoảng chừng 20 ngoài tuổi. Đi tới đây hiking, đi bộ lên trên núi chỗ này. Ở ngay cái chỗ River Gown, thì sau khi đó, một trong 5 người đã bị rớt xuống ở đây và chết. Theo của cảnh sát ở đây báo cho biết là được báo biết là có nhìn thấy một người từ phía trên bị rớt xuống. Dọc dài ở ngay cái chỗ đường cao tốc ở chỗ này. Cái người mà rớt từ ở trên xuống chết đó là người phụ nữ. Theo của cảnh sát ở đây tin tưởng cô ta là khoảng chừng 20 ngoài tuổi. Cảnh sát báo cho biết đây là cái nhóm người này, đó là một nhóm người trẻ đi chung với nhau. Họ đi chung lên trên cái đường dọc ở ngay cái bờ. Rồi đây không biết lý do tại sao mà người phụ nữ bị rớt xuống. Không biết lý do tại sao người đó đi một mình rồi bị rớt. Có lẽ là cô ta đi không có đúng cái đường rồi lạc qua một bên. Rồi bị chặt rồi rớt từ ở trên xuống. Theo cảnh sát ở đây báo cho biết cô ta rớt từ ở trên xuống từ 5 cho tới 60 feet từ trên không. Rồi sau khi đó một số những người đi bộ hiking vào lúc đó đã làm CPR, ráng làm cho cô ta thở. Nhưng mà làm kết cục cũng không có nổi, cô ta đã chết. Rồi sau khi đó, Search and Rescue cũng có mặt ở đây vào bữa Chủ nhật. Đó là cộng luôn những người y tá, bác sĩ đủ hết. Và họ trèo lên ở phía ngay cái cliff mấy cái vịnh của cái gốc của cái bờ vực, rồi họ cố gắng để lấy xác của cô ta xuống. À, đây chúng tôi xin chia buồn với tất cả những người bạn bè của cô ta về chuyện này. À, đây là cái lúc mà trải qua rất là khó khăn đối với những người bạn của cổ và gia đình của bạn của cổ. Tính ra đây là nằm ở ngay cái chỗ Gore, thì chỗ này là nằm ở bên Oregon đó. Chỗ này là đi hiking rất là tuyệt đẹp, nhưng mà đi bộ trên núi đó, nhìn cảnh tôi nhìn tuyệt đẹp, đi bộ rất là đẹp. Nhưng mà tính ra trong năm nay, đây là số người chết là lần thứ hai, là chết từ ở trên cái cliff, chợt chân bị rớt xuống chết. Rất là nguy hiểm ở chỗ này. Vào tháng 3 vừa qua, một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi, người đó cũng đi bộ rồi chợt xuống chết như vậy. Mới đây nữa, nằm ở bên phía Washington, một tuần về trước, một người phụ nữ ở ngay cái chỗ là Dog Mountain, thì cái người phụ nữ bị té chợt chân từ trên lăn xuống rồi vẫn còn đó, nhưng mà rất là nguy hiểm. Với tỷ như ai mà đi hiking ở đây, đó là phải đi đúng theo cái đường. Có nghĩa là cái đường mà người ta có sẵn đó, đi theo cái đường mòn. Nếu mà đi chật đường mòn, trở thành rất là nguy hiểm. Rồi tới đây Andy cũng xin tạm ngừng. Có gì thì hẹn gặp tất cả mọi người sau. Chúc mạnh khỏe hết trơn nha. Have a great day. Bye bye.